Hello mọi người nha. Chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với kênh chính của Top 1 Airline Down Việt Nam nhé. Và cái ngày huy hoàng nhất và cũng là ngày mình mong đợi nhất cũng đã đến rồi mọi người ơi. Không biết là mọi người có đoán được không nè. Và đó chính là đạt được danh hiệu Top 1 Airline Down Việt Nam. Một lần nữa nhé. Và các bạn không nghe lầm đâu. Mình chính thức đạt được danh hiệu Top 1 Airline Down Việt Nam rồi. Và đây chính là trận đấu đỉnh cao cuối cùng để mình đạt được danh hiệu Top 1 cao quý nhất này. Không biết các bạn có hiểu được cái cảm giác lúc này của mình không? Hiện tại thì mình rất là vui và không biết nói gì hơn nữa. Không biết sắp tới đây thì các bạn muốn mình leo top một vị tướng khác không nè? Chứ giờ Elando mình top một rồi không biết làm gì tiếp theo nữa. Bạn nào có ý kiến hay thì mình sẽ làm theo nhé. Thế nên là đừng ngại comment xuống dưới để mình biết nha. Và mình rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình trong suốt thời gian qua nhé. Nếu không có các bạn, chắc mình cũng không thể nào leo lên được top một Elando luôn ấy. Thôi, còn giờ thì lên nhạc và xem trận đấu cực kỳ mãn nhãn này của mình để đạt được danh hiệu top 1 Airline Down Việt Nam nhé. Và cũng đừng quên rằng, cho mình xin một like cũng như một lượt chia sẻ đó nha. Đó là động lực vô cùng lớn để mỗi ngày mình đều ra video, clip cho các bạn cùng xem và học hỏi cách đánh từ mình đó nha. Darkness back to where it came from. Go for it. I will follow you. The forest has everything. An enemy has been defeated. Because of a child's innocent curiosity. Because of a child's innocent curiosity. Your team has destroyed a tower.
The pain, but will not heal the wound.